Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài ôn tập về phân số bài tiếp theo, trang 149 150 của sách giáo khoa toán lớp 5. Yêu cầu số 1, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Phân số chỉ số phần đã tô màu của băng giấy là. Như vậy, khi mà các em ra làm dạng bài này thì các em xem thử ở đây có tất cả chia ra thành bao nhiêu phần, cả tô màu cả không tô màu. Thì cái tất cả đấy chúng ta sẽ ghi ở mẫu. Như vậy chúng ta có số phần này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy 7 phần này thì em sẽ ghi ở mẫu. Như vậy mẫu lại là số 7. Còn tử chính là số phần đã tô màu 1, 2, 3. Như vậy ở đây phân số này chính là phân số 3 phần 7. 3 phần 7 thì em sẽ khoanh vào đáp án D. Tiếp theo câu 2, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên màu nâu, 4 viên màu xanh, 5 viên màu đỏ, 8 viên màu vàng. Như vậy 1 phần 4 số viên bi có màu là bằng bao nhiêu? Vậy 1 phần 4 này tức là 1 phần 4 của số viên bi. 1 phần 4 của số viên bi thì các em sẽ lấy 20, các em chia cho 4 ra. Chúng ta lấy tổng số viên bi, các em chia cho 4 ra. 20 chia 4 thì sẽ bằng 5, đúng không ạ? Như vậy 1 phần 4 sẽ là bằng 5 viên. 5 viên thì viên bi đấy phải là viên bi đỏ. Như vậy thì chúng ta sẽ khoanh vào là đáp án ở đây chính là viên bi đỏ thì chúng ta sẽ khoanh vào đáp án B. Được chưa? Vậy trước tiên thì các em sẽ để chọn được đáp án thì các em sẽ tìm là 1 phần 4 số viên bi. Bài 2 này. Thì chúng ta sẽ có là 1 phần 4 số viên bi. Thì nó sẽ gồm bao nhiêu viên? Có tất cả là 20 viên, đúng không ạ? 20 viên. Thì các em nhân với 1 phần 4 thôi. Tức là lấy 20, muốn nhân một số tự nhiên với một phân số, các em lấy số tự nhiên nhân với tử rồi chia cho mẫu. Vậy lấy 20 nhân 1 thì bằng 20, chia 4 bằng 5 viên. Như vậy thì 1 phần 4 của số viên bi sẽ là 5 viên. Vậy 5 viên thì ứng ở đây thì chúng ta sẽ chọn là đáp án 5 viên thì chỉ có bi đỏ thôi. Như vậy chúng ta sẽ chọn là đáp án B. Đấy. Như vậy là 1 phần 4 số viên bi sẽ có màu đỏ. 5 viên thì chúng ta sẽ nhìn vào đây này. Xem thử cái nào 5 viên thì chúng ta chọn. Như vậy thì bi đỏ đúng không ạ? Tiếp tục sang bài tập số 3. Bạn nào chưa xong thì hãy dừng lại làm cho xong nhá. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau. Như vậy muốn tìm phân số bằng nhau thì chúng ta nhớ cái quy tắc là các em sẽ đi rút gọn hết các phân số này, rút gọn hết về phân số tối giản. Sau khi rút gọn thì phân số nào bằng nhau thì phân số nào mà sau khi rút gọn bằng nhau thì phân số ban đầu của nó cũng sẽ bằng nhau. Tức là bước đầu tiên là chúng ta đi rút gọn hết. Phân số nào rút gọn được chúng ta rút gọn. Như vậy 3 phần 5 không rút gọn được thì giữ nguyên này. 5 phần 8 không rút gọn được giữ nguyên này. 15 phần 25 rút gọn được. Các em sẽ đi chia cả tử và mẫu cho 5. Mười lăm chia 5 và 25 cũng chia cho 5. 15 chia 5 thì bằng 3, 25 chia 5 bằng 5. Sau khi rút gọn thì bằng 3 phần 5. Như vậy cái phân số này này với phân số này là sẽ bằng nhau này. Đúng chưa? Thấy bằng nhau đều bằng 5, 3 phần 5 mà. Rồi 9 phần 15. 9 phần 15 chúng ta sẽ rút gọn. 9 phần 15 thì các em cũng thấy cả tử và mẫu của phân số này nó sẽ chia cho 3. Như vậy chúng ta có 9 chia 3 trên 15 cũng chia 3. 9 chia 3 bằng 3, 15 chia 3 bằng 5. Sau khi rút gọn thì phân số này cũng bằng 3 phần 5. Tiếp theo chúng ta thấy phân số 20 phần 32. 20 phần 32.
Cả tử và mẫu của phân số này, nó sẽ chia hết cho số 4 đấy. Các em lấy 20, các em chia 4 và 32 cũng chia hết cho 4. 20 chia 4 thì bằng 5, 32 chia 4 bằng 8. Phân số này sau khi rút gọn thì bằng đúng phân số 5/8. Cuối cùng, 21/35. 21/35 thì cả tử và mẫu của phân số này chia hết cho số 7. Như vậy, các em lấy 21 chia cho 7 và 35 cũng chia hết cho 7. 21 chia cho 7 thì bằng 3. 35 chia cho 7 bằng 5. Sau khi đi rút gọn xong thì chúng ta mới có này. Vậy chúng ta có phân số 3/5 thì bằng những phân số nào này? Đây, 3/5 thì sẽ bằng 5/10, 15/25 này. Phân số này sau khi rút gọn bằng 3/5. Cái này cũng bằng 3/5 đúng không ạ? Phân số 9/15 sau khi rút gọn cũng bằng 3/5. Phân số này cũng bằng đây. Phân số này sau khi rút gọn bằng 3/5. Như vậy, nó bằng tiếp với phân số 21/35. Đây là các phân số bằng nhau. Còn chúng ta có phân số là 5/8 thì nó sẽ bằng phân số 20/32. Xong bài tập số 3. Bạn nào chưa xong thì hãy dừng lại làm cho xong đi. Sang bài tập số 4. Bài tập số 4 là đi so sánh. So sánh thì chúng ta nhớ quy tắc hai phân số mà cùng tử hoặc cùng mẫu thì chúng ta so sánh luôn. Còn nếu như mà các phân số mà có tử khác nhau và mẫu cũng khác nhau thì các em đi quy đồng, hoặc là chúng ta sẽ so sánh với một cái số thứ ba nào đấy. Ở đây chúng ta thấy là phân số đầu tiên 3/7 và 2/5. Thì ở đây hai phân số này có tử khác nhau và mẫu khác nhau. Các em đi quy đồng mẫu. Cô đưa về mẫu số chung là 35 nhé. Toàn bộ phân số thứ nhất muốn đưa về mẫu là 35 thì nhân cả tử và mẫu với 5. Như vậy chúng ta có 3/7. Các em nhân cả tử và mẫu với 5 thì ta có là 3 x 5 trên 7 x 5. 3 x 5 bằng 15, 7 x 5 bằng 35. Tiếp theo là 2/5. Đưa về mẫu là 35 thì toàn bộ tử và mẫu nhân với 7, tức là 2 x với 7 trên 5 x 7. 2 x 7 bằng 14, 5 x 7 bằng 35. Sau khi tính xong thì chúng ta thấy là 15/35 so sánh với 14/35. Vì 15/35 này cùng mẫu rồi. Phân số có tử lớn hơn thì sẽ lớn hơn đúng không ạ? Như vậy thì vì 15/35 lớn hơn 14/35 nên là 3/7 sẽ lớn hơn 2/5. Sang ý B. So sánh 5/9 và 5/8. Hai phân số cùng tử số, phân số nào có mẫu lớn hơn thì phân số đó sẽ bé hơn. Nhá, nhớ quy tắc. Cùng tử rồi thì nếu mà mẫu lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Như vậy, câu B là ta có 5/9 thì sẽ bé hơn 5/8. Bởi vì cùng tử số, mẫu là 9 lớn hơn 8 nên là mẫu lớn thì phân số càng bé. Vì ở đây là 9 này thì lớn hơn 8.
hay C? Các em so sánh 8 phần 7 và 7 phần 8. Thì ở đây các em có thể đi quy đồng, quy đồng để đưa về cùng cùng mẫu để các em so sánh. Hoặc là các em có thể so sánh với số 1. Như vậy chúng ta có 8 phần 7 này. 8 phần 7 thì tử lớn hơn mẫu, như vậy phân số này lớn hơn 1. 8 phần 7 lớn hơn 1, còn 7 phần 8 thì tử lại bé hơn mẫu, phân số này bé hơn 1. Cái này nó lớn hơn 1, cái này lại bé hơn 1. Từ đó các em sẽ suy ra là 8 phần 7 sẽ lớn hơn 7 phần 8. Nên 8 phần 7 sẽ lớn hơn 7 phần 8. Cô chuyển sang bài tập số 5. Bạn nào chưa xong thì các em dừng lại để làm cho xong. Bài tập số 5 viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Muốn viết được thì em phải đi so sánh được các cái phân số này. Sau khi so sánh được thì người ta sẽ sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Vậy ở đây thì cô sẽ ý A này thì người ta sẽ muốn so sánh thì em đi quy đồng mẫu. Em sẽ đưa về mẫu số chung là 33. Bài 5A đưa về mẫu số chung 33. Như vậy ta có 6 phần 11. Mẫu đang là 11, muốn đưa về mẫu là 33. Các em nhân cái mẫu này với 3 đúng không? Như vậy nhân thì chúng ta nhân cả tử và mẫu. 6 nhân với 3 trên cho 11 nhân 3. 6 nhân 3 bằng 18, 11 nhân 3 bằng 33. Rồi, 23 phần 33 thì các em giữ nguyên. Có mẫu chung rồi, mẫu này là 33 rồi, chúng ta không cần phải quy đồng. 2 phần 3. Mẫu đang là 3 đúng không ạ? Muốn đưa về mẫu là 11, mẫu muốn đưa về mẫu là 33 thì lấy 33 chia 3 bằng 11. Như vậy cả tử và mẫu này phải nhân với 11. 2 nhân 11 bằng 22, 3 nhân 11 bằng 33. Sau đó, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp các phân số này. Chúng ta sẽ so sánh này. Cái phân số này thì thay bằng 18/33. So sánh với 23/33 và 32/33. Như vậy thì vì cùng là mẫu là 33 rồi thì chúng ta có 18/33 sẽ bé nhất này. Nó sẽ bé hơn 22/33 và bé hơn 23/33. Nên chúng ta được cái thứ tự như sau. 18/33, bản chất của nó là 6/11. Bé hơn 22/33, tức là bé hơn 2/3. Còn 23/33 chúng ta giữ nguyên. Như vậy, thứ tự của các số theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là 6/11, 2/3 và 23/33. Vậy, thứ tự từ bé đến lớn là 6/11 này, 2/3, 23/33.
sang câu B. Câu A bạn nào chưa xong thì hãy dừng lại để làm cho xong. Câu B so sánh 8 phần 9, 8 phần 11 và 9 phần 8. Ở đây là theo thứ tự từ lớn đến bé. Các em so sánh cái phân số 8 phần 9 với 8 phần 11. Thì ta sẽ có như sau. Vì này, 8 phần 9 so sánh với 8 phần 11. Hai phân số này là hai phân số có cùng tử số. Hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Như vậy, 8 phần 9 sẽ lớn hơn 8 phần 11. Tiếp theo, ta lại có là 8 phần 11. Các em sẽ so sánh với 9 phần 8. Hoặc kem so, ở đây chúng ta sẽ có là 8 phần 9 lớn hơn 8 phần 11 đúng không? Số này là số lớn nhất rồi này, số lớn hơn rồi này, số này lớn hơn số này. Vậy bây giờ cô sẽ so sánh luôn, hai số này có thể so sánh được với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục so sánh cái con 8 phần 9 với lại con 9 phần 8. Đây, tiếp theo cô lại so sánh cái con 8 phần 9 này với lại con 9 phần 8. Phân số này có tử bé hơn mẫu thì phân số này nhỏ hơn 1. Phân số này có tử lớn hơn mẫu thì phân số này lớn hơn 1. Như vậy 8 phần 9 sẽ bé hơn 9 phần 8. Được chưa? Vì sao? Vì cái này này nó là bé hơn 1, còn cái bên này lớn hơn 1. Thế từ hai cái này các em áp dụng tính chất bắc cầu, đúng không ạ? Chúng ta có là 9 phần 8 thì lớn hơn 8 phần 9, 8 phần 9 lại lớn hơn 8 phần 11. Có phải 9 phần 8 này, từ đây các em thấy là 9 phần 8. Đây, 9 phần 8 viết ngược lại một chút nha, lớn hơn 8 phần 9, phải không nào? 8 phần 9 lại lớn hơn 8 phần 11. Như vậy thứ tự của chúng ta, người ta hỏi là thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy lớn nhất là 9 phần 8, rồi đến 8 phần 9, rồi đến 8 phần 11. Thứ tự. Từ lớn đến bé. Sẽ là như sau. 9 phần 8 là lớn nhất, rồi đến 8 phần 9, rồi đến 8 phần 11. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài ôn tập về phân số. Phần tiếp theo, trang 149-150, sách giáo khoa toán lớp 5. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video này ạ. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.